Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã gieo cấy 1.850 ha lúa đông xuân 2021-2022, đạt 97,2% kế hoạch. Gieo trồng 4.229 ha ngô xuân hè. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 207 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 351 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các phong trào thể dục thể thao được duy trì, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các diện tích lúa đông xuân để đảm bảo thu hoạch cho năng suất, chỉ đạo nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện để cấy vụ mùa theo khung lịch thời vụ, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra tình hình thực hiện thu chi ngân sách của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị trường học, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022, tuyển sinh học sinh vào các trường nội trú, Trung học Phổ thông huyện năm học 2022-2023. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đề nghị thành viên Ủy ban Nhân dân tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao, tổ chức di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tiếp tục rà soát đất công ích, đất dôi dư, trình phê duyệt và đề nghị thực hiện đấu giá đất cho thuê đất công ích theo quy định. Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, thường xuyên kiểm tra xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và dự toán được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đặc biệt cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Lục Yên ảnh hưởng 9 trận mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét gây thiệt hại 15 nhà ở, gần 69 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, 15 ha diện tích lâm nghiệp, hư hỏng 7 công trình thủy lợi, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Năm 2022, theo dự báo, tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, huyện Lục Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn cần tập trung tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình phòng chống thiên tai, tiếp tục rà soát các hồ đập, các điểm dân cư ở các vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ, bố trí huy động lực lượng, vật tư, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã thị trấn rà soát bổ sung phương án ứng phó với từng loại thiên tai theo cấp độ rủi ro. Chiều ngày 27 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh và xã Quy Mông tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá 3 giống lúa mới được thực hiện bằng máy cấy. Trong 3 giống mới thì có 2 giống lúa lai và 1 giống lúa thuần được thử nghiệm trên diện tích 2,7 ha và áp dụng máy cấy và sản xuất với 22 hộ thôn Hợp Thành, xã Quy Mông tham gia. Qua đánh giá, việc áp dụng máy cấy và sản xuất đã giảm 8,3 công lao động trên hecta, giảm 17% chi phí về giống, giảm gần 67% chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất dự ước giống lúa thuần đạt 59 tạ trên hecta, lúa lai đạt từ 55 đến 61 tạ trên hecta, tăng từ 11 đến 16% so với các giống lúa đối chứng. Chất lượng gạo trong, cơm dẻo, đậm và thơm. Thông qua mô hình, huyện Trấn Yên tiếp tục xây dựng mô hình ở vụ mùa năm 2022 đối với 3 giống lúa Thiên Trường 217, H22, HG12 để có đánh giá trước khi bổ sung vào cơ cấu giống trong các năm tới. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái tổ chức tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là những cán bộ, người thực hiện công tác hướng dẫn viên du lịch, cán bộ văn hóa xã phường tại các khu điểm có hoạt động du lịch, bảo tàng tỉnh, điểm di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, trải nghiệm hoạt động nông nghiệp. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về tổng quan hướng dẫn du lịch tại điểm, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và đặc biệt là phương pháp hướng dẫn du lịch tại điểm. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định của luật du lịch năm 2017.
qua lớp học này nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn du lịch cho cán bộ, người dân tại các khu điểm phục vụ khách du lịch, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, tăng sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt 118,8 triệu đô la, bằng 42% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động xuất khẩu 5 tháng đầu năm ổn định và tăng so với cùng kỳ là do các ngành và địa phương đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, giúp doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn về tiếp cận thị trường do dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp cũng đã tập trung khai thác các thị trường khu vực hiện đang có các thỏa thuận thương mại tự do FTA với Việt Nam, ưu tiên kết nối xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của tỉnh. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương nhằm vừa cắt giảm chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các đơn hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 80 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến 30 thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Nhóm sản phẩm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu đó là nhóm công nghiệp và chế biến khoáng sản, nhóm hàng may mặc, nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo. Xu hướng các sản phẩm xuất khẩu chuyển từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị phục vụ cho các dự án đầu tư và sản xuất công nghiệp. Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin, bản tin và trên website của tỉnh, của ngành. Cùng với đó, xây dựng tài liệu về các sản phẩm của tỉnh để giới thiệu tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã thành lập mới 15 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác. Lũy kế toàn huyện hiện có 252 doanh nghiệp, 97 hợp tác xã, 627 tổ hợp tác xã. Trong quý 2, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời đôn đốc hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã thành lập, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và triển khai chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động. Với nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh môi trường, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 92% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Xác định công tác bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được trên 350 công trình cấp nước tập trung và 100.000 công trình cấp nước lẻ hợp vệ sinh tại nhiều địa phương bao gồm giếng đào, giếng khoan, tét nước. Cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, tỉnh Yên Bái cũng chú trọng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, như là môi trường khu vực nông thôn, nhân rộng các mô hình tổ chức thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt cấp xã, qua đó nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, cải thiện điều kiện nước sạch. Phát huy kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có 98% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và trên 91% dân số đô thị được sử dụng nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp sáng tạo, thiết thực trong công tác hướng nghiệp đã giúp học sinh có thêm thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian này, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang gấp rút ôn luyện kiến thức để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học cao đẳng. Cùng với việc ôn luyện, em Trần Ngọc Dũng, lớp 12D6, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ cũng đang phân vân lựa chọn ngành học cho mình. Em dự định sẽ thi vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường với chuyên ngành quản lý đất đai. Tuy nhiên, sau khi tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức, em nhận thấy nhiều chính sách tốt hỗ trợ cho học sinh đi du học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp nên Dũng đang cân nhắc lại. Sắp tới đây thì em có sự lựa chọn là em sẽ đi học đại học ạ. Nhưng mà khi bước đến đây thì em thấy cái suy nghĩ đi học đại học của em là em đang có hai tư tưởng khác nhau.
là em có thể đi học nghề. Và em thấy cái du học nghề Đức là em đang quan tâm và em có tìm hiểu từ trước và em thấy nó rất là ý nghĩa. Khi cái học du học nghề đấy, thực ra là mọi người khi nghĩ đến du học nghề đi nước ngoài là rất là khó khăn, nhưng mà khi các anh chị tư vấn và giới thiệu thì em thấy là nó cũng không đến nỗi là khó khăn khi mình chỉ cần thành thạo các tiếng Đức ở bên nước ngoài ạ. Nếu mà đi du học Đức thì thứ nhất là em sẽ được cái kỹ năng về giao tiếp và được tham khảo được về bên ngoài xã hội, là không phải ở trong mình gò bó ở Việt Nam mình, và tìm hiểu được văn hóa các nước khác. Em có dự định là đi học nghề điều ngành điều dưỡng ạ. Với ngành điều dưỡng đấy thì ở bên sang bên đấy là em sẽ được học về không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho người già, mà em sẽ được học ở bên với chuyên môn bên đấy là được học về các ngành về y tế ạ. Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp, nhiều học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đã được cung cấp những thông tin bổ ích thiết thực như thực trạng lao động việc làm trong cả nước hiện nay, cách chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân và điều kiện kinh tế gia đình, nhu cầu việc làm và tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời được giải đáp các thắc mắc về học nghề. Các đơn vị doanh nghiệp cũng tích cực tư vấn đưa ra nhiều chương trình chính sách tốt hỗ trợ, thu hút học sinh khi theo học cũng như khi ra trường, từ đó giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và cơ hội tìm kiếm việc làm đảm bảo cho tương lai về sau. Của buổi tư vấn hướng nghiệp này thì em thấy rất là thực tế. Em cảm thấy rất là vui khi được đến và tư vấn hướng nghiệp. Và em cố gắng đi riêng sau này để vào đại học hoặc là chọn nghề nghiệp riêng của chính bản thân mình. Nếu mà các em đến An Dương tôi ấy, thì sẽ được hưởng các quyền lợi như này. Nếu đi Nhật là những gia đình chính sách nhá, là con em là hộ nghèo này, cận nghèo này, lao động gia đình thương binh xã hội này thuộc thông thì là các em sẽ được hưởng các cái chế độ như này. Một đấy là sẽ được hưởng vay không lãi suất, không thế chấp đến 80%. Còn những gia đình mà cực kỳ nghèo khó cũng là thuộc hưởng chính sách. Ví dụ bố là thương binh lại kèm theo là ví dụ chất độc màu da cam, và các em vẫn có điều kiện khả năng học tập, vẫn có cái nhu cầu để phấn đấu vươn lên thì có thể doanh nghiệp sẽ có thể cho vay tới 100% và tới thời hạn là trong vòng từ 6 đến 12 tháng, nhưng mà chủ yếu là từ 3 đến 6 tháng thì cũng tạo điều kiện cho em là có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ học trước khi mà các em muốn để đào tạo một nhân lực mà đáp ứng cho với cái nghiệp đoàn ở bên nước ngoài ấy. Thì về phía doanh nghiệp chúng tôi là có 8 cái doanh nghiệp nó liên quan đến cái công việc của em đi xuất khẩu, và các em cũng được là tiếp cận và học các cái nghề, đào tạo các cái chuyên môn mà nó sát với cái ở nước ngoài, ngay ở trong nước. Đấy. Hiện nay, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế, bên cạnh các nghề truyền thống, nhiều ngành nghề mới ra đời và phát triển, nhu cầu của thị trường lao động và các doanh nghiệp đang đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao và trình độ tin học ngoại ngữ nhất định. Xác định được tầm quan trọng của việc hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và một số địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh việc làm năm 2022. Thông qua đó đã giúp các em học sinh chọn trường đúng, chọn nghề phù hợp, góp phần tiết kiệm nguồn lực của xã hội, giúp các em sớm thành công trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, các em rất khó lựa chọn những ngành nghề gì mà để phù hợp cho khả năng, năng lực của bản thân và cũng như cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình để các em có thể học tiếp hay chuyển sang học nghề, nhằm mục đích là phân luồng giáo dục theo tinh thần nghị quyết của Trung ương cũng như là của tỉnh, để giúp các em có một cái ngành nghề phù hợp, lựa chọn cách tốt nhất để sau này các em có việc làm, có thu nhập cao nhất. Nên là hàng năm ngành lao động thương binh xã hội sẽ phối hợp với lại Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm. Tỉnh Yên Bái hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Có thể thấy, nhờ có sự tư vấn hướng nghiệp kịp thời, đúng hướng, trong những năm gần đây, học sinh Yên Bái có những định hướng sớm trong lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân, thiết thực với cuộc sống. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo so với năm 2021. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo, chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trọng tâm là khơi dậy ý thức tự giác thoát nghèo của mỗi người nghèo. Qua giả soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025,
Trên địa bàn huyện Văn Yên có hơn 6.400 hộ chiếm 18%, số hộ cận nghèo là trên 3.800 hộ chiếm tỷ lệ 10,68%. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị, tổ chức cá nhân thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Chú trọng tuyên truyền vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy chính quyền và nhân dân về mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị với thực hiện công tác giảm nghèo theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Một trong các cái giải pháp đó mà địa phương áp dụng, thứ nhất thì đó là cái việc là tạo cái điều kiện cho các cái con em những cái hộ nghèo có lao động vào làm tại các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tăng cái nguồn thu nhập và cái nguồn thu nhập nó ổn định. Cái thứ hai nữa là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thì giải ngân các cái kênh vốn vay cho đến hộ nghèo. Thế và sau khi giải ngân vay vốn xong thì là các cái thành viên ban chỉ đạo đã xuống tận hộ để tư vấn cho người ta các cái hình thức, các cái nội dung, các cái phương pháp để người ta đầu tư cái tiền được vay đấy một cách nó có hiệu quả. Bên cạnh đó, ở 100% các xã thị trấn, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã rà soát xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có chính sách giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo. Đối với xã Châu Quế Thượng của chúng tôi thì ngay từ những tháng đầu năm khi thực hiện nghị quyết của hội đồng dân xã là chúng tôi đã giao cái chỉ tiêu giảm nghèo và trong cái nội dung giao các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế đến từng thôn bản thì chúng tôi vận dụng tức là tạo điều kiện cho các cái hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế như là trồng các cái phát triển các cái mô hình chăn nuôi hoặc là mô hình trồng rừng để tạo cái điều kiện thu nhập cho bà con nhân dân. Đặc biệt, việc nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của người nghèo được cấp ủy, chính quyền, từ huyện đến cơ sở quan tâm, để các hộ nghèo thay đổi tư duy, nhận thức hành động, phát huy tinh thần tự lực và chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, nhất là đối với những hộ nghèo có người trong độ tuổi lao động, tạo mọi điều kiện để tham gia các chương trình đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển dụng đi làm việc trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động, vay vốn, phát triển sản xuất. Được cái sự hỗ trợ thông tin mà cũng được sự giúp đỡ của chính quyền, ủy ban dân xã, các ban ngành tức là giúp đỡ, cũng tư vấn cho tức là chăn nuôi trâu bò. Tôi thấy đồng đất nó rộng, thế này sau nằm đêm một vài đêm suy nghĩ thì quyết định là đầu tiên là phát triển tức là nuôi mua 40 triệu tiền bò giống. Thế sau xét thấy là chăn nuôi thì nó có hiệu lực, thế tôi lại mua thêm. Thì gia đình tôi thoát nghèo là tôi cũng rất phấn khởi. Thế từ đó đến nay thì vẫn cứ duy trì đều đặn là chăn nuôi càng ngày càng phát triển lên. Thế tổng bây giờ là của nhà gia đình là được đi 20 con trâu bò. Việc tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin cũng được huyện Văn Yên chú trọng. Hiện nay huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông thủy lợi, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, hạ tầng phát thanh truyền hình, viễn thông, ưu tiên cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng phát triển sản xuất, kết nối giao thương, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân. Mặt khác, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nhất là tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đào tạo nghề, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp để mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Về tôi cũng được vay vốn từ ngân hàng, thì về tôi cũng tăng cường cũng là mua thêm. Thấy cái lợi nhuận nó cũng là khá hơn. Trước mắt gia đình là có cái con vật nuôi này, con trâu con bò này thì cái lợi nhuận hàng ngày để ra thì cũng là tôi cũng đưa vào cũng là trồng cây, trồng rừng, rồi là sinh hoạt gia đình. Nói chung là đến giờ phút này thì gia đình tôi cũng tạm tạm ổn. Cùng với đó là huyện Văn Yên đã và đang chú trọng xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng. Triển khai thực hiện hiệu quả một số chính sách của tỉnh trợ giúp xã hội đặc thù đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện,
hỗ trợ tư liệu sản xuất kết hợp với vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.